Đây là chùa Liên Long Sơn tại khu vực chợ Nhà Bàng. Xin thêm 300 ngàn nữa. Cái gì mấy anh tài xế hỏi xin thêm 300 ngàn thì chứ cho nó bây giờ cho anh nó nhiêu đấy vậy có bây giờ anh 300 cho 200 nữa cho nó 500 nữa bữa nay có cho gì nhiêu chưa cho hết 400 rồi mà bên kia nó có cho đồng nào vậy tôi đưa mấy trăm không tôi đưa mấy trăm anh đưa 300 thôi 200 nữa 500 cho nó đi không có ăn chưa thấy dọn được ăn này nhiều quá rồi được quay cực á con thầy ông dạy cúng sao đó cúng được chứ có rồi không?
Ừ. Ờ, phòng đó chưa ông đó. Phòng góc đó phải không? Ờ, trong đó đó. Ờ, ông thầy. Ừ. Sao? Bây giờ dọn mâm cơm đây nè. Con tổ rồi đó đó. Đúng mâm rồi mà mới ăn. Chúng nhau mình bưng rồi dọn. Con tổ rồi đó. Ờ, vậy. Vâng, nguyên mâm này đi. Cúng cúng bàn tổ. Cúng bàn tổ. Nước có luôn nè. Có đó không có nước hết rồi. Giờ này có sẵn nè. Ngồi đi. Quay luôn. Quay chút rồi nghỉ. Hết đi. Kêu kêu hồ có hồ đâu đó kêu nó ra cúng đi hả hồ đó nó lại phòng này chốt trong đó thì kêu kêu đó kêu hồ đó kêu hồ có cái trước có không cái trước có không
Con mình không mừng. Chiếc 100 với hai chiếc bự. Rồi 720 là rồi, tính ra 3 triệu 7 3 triệu 3 triệu 500 đó, 3 triệu 720 này. Và có thể là 62 người. Tại xe tôi có 22 người rồi. Chết rồi, mưa đó. Mưa rồi. Sao rồi, ngăn ha mà có hả? Mưa này có đỡ mệt à. Mưa này có đỡ mệt à. Mưa này có đỡ mệt à. Mưa này mưa ra là cũng ở bụng bề bài. Nhất quá là bụng bề bài đâu. Càng ghê không? Giờ cái giống châu tóc kìa mà nó không châu bự như trước đâu. Châu bự còn dài. Châu bên miên bên vừa chứ phải châu mình ở đây. Làm lưu niệm mà nhớ tới cái ngày mình đi vậy, vậy có ăn có cơm ở chùa rồi có cúng dường cho chùa mình được cái phước, được cái phước.
chưa chút.